tại sự kiện này, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra mắt ứng dụng Bluezone bảo vệ cộng đồng phòng chống COVID-19. Đây là ứng dụng mà người dân có thể cài đặt lên điện thoại để nhận biết khi có sự tiếp xúc gần với người bệnh đã được xác định nhiễm COVID-19. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, dịch vụ gọi xe GrabCar sẽ dừng hoạt động cho tới khi Bộ Giao thông Vận tải có thông báo tiếp theo. Dịch vụ GrabBike tại Hà Nội hiện cũng đang ngừng hoạt động. Hơn 3 tháng qua, thịt lợn ngoại được nhập về nước ta là hơn 46.000 tấn. Tuy nhiên hiện có rất ít các điểm bán thịt đông lạnh, khiến người tiêu dùng chủ yếu mua qua mạng mà không biết sản phẩm có qua kiểm dịch, có được bảo quản, vận chuyển, đạt chuẩn hay không. Tiếp tục bản tin 91 là tin do phóng viên VOV Giao thông ghi nhận. Thưa quý vị, lợi dụng việc thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, một số địa phương trên cả nước xuất hiện tình trạng đua xe trái phép. Để chủ động phòng ngừa và ngăn chặn tình trạng này, Bộ Công an vừa ban hành kế hoạch tổng kiểm tra, phòng chống và xử lý nghiêm đua xe trái phép trên toàn quốc. Nhận định về vấn đề này, luật sư Nguyễn Phú Thắng, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng đây là kế hoạch hết sức kịp thời và cần thiết. Đồng thời, ông cho biết thêm. Hành vi đua xe trái phép này thì có hình thức đó là xử lý vi phạm hành chính và xử lý hình sự cụ thể, có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo nghị định 100 với mức tiền phạt là 7-8 triệu đồng và tịch thu phương tiện. Về xử lý hình sự thì những đối tượng mà đã được xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà tiếp tục phạm tội hoặc là vi phạm vào các tình tiết không hình phạt theo quy định tại điều 266 của luật hình sự về tội đua xe trái phép thì có thể bị xử lý hình sự với mức phạt tù từ 2 tháng có tới 15 năm tù giam. Kế hoạch lần này, Bộ Công an sẽ huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong công an thường xuyên tuần tra đột xuất trên các tuyến đường, sử dụng hiệu quả hệ thống giám sát, xây dựng tốt phong trào nhân dân ở cơ sở để đấu tranh ngăn chặn với những đối tượng càn quấy. Đề nghị xét xử lưu động ngay tại địa bàn một số vụ điển hình nhằm răn đe, giáo dục chung. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin dân sinh trong các bản tin 91 trên kênh VOV Giao thông. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số. Quay trở lại với giờ cao điểm trên kênh VOV Giao thông, chúng tôi ghi nhận tình trạng lưu thông khó khăn trên phố Keo Sủi, Gia Lâm. Thính giả cho biết là mặc dù đã có biển cấm xe tải lớn lưu thông trên tuyến phố này từ lâu rồi, nhưng mà vẫn có rất nhiều xe khổ lớn di chuyển vào. Mặt đường thì xấu, khiến cho các bác tài đi lại không hề dễ dàng một chút nào đâu. Xin được nhắc lại phố Keo Sủi, Gia Lâm, các phương tiện di chuyển khó khăn. Nguyên nhân là mặt đường thì xuống cấp và có rất nhiều xe khổ lớn di chuyển vào mặc dù đã có biển cấm. Rất mong cơ quan chức năng cần phải có những cái sự tuần tra kiểm soát và xử lý dứt điểm tình trạng này. Phố Keo Sủi, các phương tiện di chuyển khó khăn. Nếu các bác tài mà kịp thời lắng nghe thông tin, chúng ta có thể chuyển hướng tránh đi vào, lại mất thêm khá nhiều thời gian đấy ạ. Và khoảng 4 giờ 20 phút chiều nay thì một thính giả quan sát thấy trên cầu Thanh Trì ở làn ô tô có một khúc gỗ rơi trên đường. Chúng tôi cũng nhắc lại thông tin này bởi nếu cái thanh gỗ này mà vẫn còn nằm trình hình ở làn ô tô trên cầu Thanh Trì, giao thông gặp cản trở hướng đi quốc lộ 5 thì các bác tài chú ý quan sát và cũng hy vọng là lực lượng chức năng sẽ sớm có biện pháp thu dọn, hoặc nếu có thể chúng ta đánh xe gọn vào một vị trí nếu quan sát thấy an toàn, bật đèn cảnh báo và các bác tài có thể chủ động di rời khúc gỗ này ra khỏi cầu để đảm bảo an toàn cho những người đồng nghiệp của chúng ta, đảm bảo an toàn cho người và xe qua lại nơi đây. Như vậy, ít phút vừa qua, đáng chú ý nhất vẫn là khu vực phố Keo Sủi, Gia Lâm, giao thông gặp khó do mặt đường, cơ sở hạ tầng giao thông thì xuống cấp mà có tình trạng nhiều xe khổ lớn lưu thông vào dù đã có biển cấm. Hy vọng lực lượng chức năng sẽ có những biện pháp can thiệp và xử lý thật nghiêm, tránh những lỗi vi phạm thường xuyên xảy ra ở khu vực phố Keo Sủi, Gia Lâm với những phương tiện xe khổ lớn lưu thông vào. Cảm ơn các thính giả rất nhiều và nếu có những diễn biến mới, chúng tôi rất mong chờ thêm sự cập nhật từ tất cả quý vị. Đi bộ ngắm cây đạp xe ngắm phố, mùa hạ thì mát ấm áp mùa đông. Tiêu chuẩn thấp tầng biệt thự đa dạng, tiếng cười tràn ngập giờ lúc tốt center. Kiến trúc cổ điển nước Pháp hào hoa, cảnh quan hài hòa nước tràn tiện ích. An ninh an toàn văn minh quy củ, đi đà no đủ vui bên vui lên. Biệt thự lâu đài của hoàng tử và công chúa đẹp quá mẹ. Câu chuyện cổ tích này đã trở thành hiện thực ngay tại dự án Lotus Venture, phân khu Green Venture Villa.
Lát nằm ngay trên đường Võ Chí Công, do Vimevulen phát triển rồi con ạ. Vimevulen luôn đảm bảo các tiêu chuẩn sản phẩm biệt thự lâu đài, song lập và nhà liền kề, mang lối kiến trúc cổ điển, tân cổ điển nước Pháp, nội thất thẩm mỹ, chuẩn mực công năng sử dụng, gia đình mình vừa để ở vừa kinh doanh trên các mặt đường rộng lớn từ 15 đến 21,5 mét. Hãy tưởng tượng xem khi chúng ta ở trong một biệt thự lâu đài này, có thể tận hưởng hương sắc mùa xuân với thiên đường hoa hồng lộng lẫy, nghe tiếng lá cây xao xác, hoa trong tiếng nước làm nhẹ bẫng biết bao phiền muộn trong tâm hồn. Vimevulen tốt quá bố mẹ ạ. À. Đã chọn Vimevulen là nhà mình đã lựa chọn một cuộc sống hạnh phúc rồi. Vimevulen mang giá trị cốt lõi và định hướng phát triển cho dòng sản phẩm bất động sản hệ sinh thái xanh và các tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng cư dân, nhằm thực hiện tốt sứ mệnh mang đến một miền đất hạnh phúc vẹn tròn cho gia đình Việt. Vimevulen chọn chữ tâm, vẹn chữ tín. 5 giờ 15 phút chiều, tin giao thông đáng chú ý nhất vẫn là trạng thái di chuyển khó khăn ở khu vực phố Keo Sủi Gia Lâm, do đường xá thì xuống cấp mà có nhiều phương tiện xe cộ lớn lưu thông, khiến cho việc đi lại của các bác tài gặp cản trở rất nhiều. Vâng thưa quý vị, thực tế là trong thời điểm mà chúng ta thực hiện việc giãn cách, cách ly xã hội và tuân thủ theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng ngừa sự lây lan của dịch Covid-19, thì có một điều đáng lo ngại là những hành vi vi phạm luật giao thông lại xuất hiện khá là nhiều. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, thì trong khoảng thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, hệ thống camera của đơn vị đã phát hiện gần 400 trường hợp phương tiện vi phạm lỗi vượt đèn đỏ với tổng số tiền phạt lên tới cả 100 triệu đồng. Trong đó thậm chí có nhiều phương tiện vi phạm nhiều lần. Và tất cả những trường hợp này được cảnh sát giao thông gửi thông báo về cho lái xe, chủ sở hữu sau khi hết quy định cách ly xã hội. Mặc dù tai nạn giao thông trong quý 1 năm nay đã giảm sâu trên cả 3 tiêu chí, tuy nhiên Phòng Cảnh sát Giao thông đánh giá nếu không có sự quyết tâm và đặc biệt là biện pháp có chiều sâu duy trì hiệu quả việc kiềm chế làm giảm bền vững tai nạn giao thông, thì những nguy cơ về tai nạn vẫn luôn là thách thức không nhỏ với lực lượng chức năng, nhất là khi tình hình dịch bệnh được khống chế, các hoạt động kinh tế xã hội dần phục hồi và phát triển. Vâng thưa quý vị, thực tế khi mỗi chúng ta có những công việc cần thiết để di chuyển ở trên đường thôi, cũng dễ dàng quan sát thấy những hành vi coi thường pháp luật của người điều khiển phương tiện, nhất là những người điều khiển phương tiện xe gắn máy, xe thô sơ. Lực lượng chức năng thì trong thời điểm dịch bệnh này cũng không có mặt thường xuyên để xử lý gắt gao được. Thế nên những lỗi vi phạm xuất hiện phổ biến như là vượt đèn tín hiệu giao thông, vi phạm về tốc độ, đi vào đường ngược chiều, di chuyển qua những điểm giao cắt thì không chú ý quan sát, thực sự chỉ một chút lơ là thôi, va chạm hoàn toàn có thể xảy ra. Nên chúng tôi rất hy vọng dù đường thưa thoáng, đông đúc, dù thời điểm này giao thông vắng lặng do ảnh hưởng của dịch bệnh, thì các bác tài vẫn cần phải nêu cao tinh thần thượng tôn pháp luật. Chúng ta tuân thủ tuyệt đối theo luật giao thông đường bộ để trước hết là có được những lộ trình an toàn cho chính mình và cho tất cả mọi người. Chuyển qua những diễn biến giao thông mới, chúng tôi có thông tin từ Facebook. Bác tài Nguyễn Quang Minh nhắn tin cho VOV Giao thông biết là đường Tam Trinh qua cầu Mái Động các phương tiện di chuyển tốt theo cả hai chiều. Giao thông được bác tài Quang Minh mô tả là rất nhẹ nhàng và thưa thoáng. Nhưng lưu ý cũng rất gần cầu Mai Động thôi, đó là trục đường Minh Khai đang có những công trình giải phóng mặt bằng, đường xá khá là bụi bặm và cơ sở hạ tầng cũng không được tốt lắm đâu, nên các bác tài chúng ta cẩn trọng khi di chuyển dọc theo tuyến đường Minh Khai, nhất là đoạn từ ngã tư cầu Mai Động đến ngã tư Chợ Mơ, ngã tư Minh Khai Bạch Mai Đại La Trương Định đấy ạ, đang có những công trình thi công giải phóng san phẳng mặt bằng, thế nên giao thông cũng ít nhiều gặp cản trở tại đây. Nếu có những diễn biến giao thông nào mới, chúng tôi sẽ quay trở lại để cập nhật liên tục tới quý thính giả. Chúng tôi ưu tiên cho một thông tin vừa được thính giả báo về với lộ trình lưu thông ở khu vực tuyến qua cây cầu Thanh Trì. Vâng thưa quý vị, cầu Thanh Trì mật độ thì chỉ ở mức trung bình thôi.